Rồi cho anh em, đang tiếp tục rõ con rim béo rồi 99 em ơi. Rồi tiếp tiên là bán dàn áo nha anh em ơi. Rồi pha đèn trước nha, pha đèn đẹp nè. Ở trong này có hơi bụi xíu, nhưng không có nước bể. Không có pha đèn là không nước bể nha anh em ơi, không nước bể nha. Bàn thờ sáng đẹp nè. Có bàn thờ còn sáng đẹp nè. Đó, sáng đẹp. Bàn thờ sáng đẹp nha anh em ơi. Rồi mặt nạ nè. Này đồ bẩm chưa rửa luôn, mới thấy ra chưa rửa luôn mặt nạ nè. Mặt nạ nè, bứng nè, áo tem zin nè. Mặt nạ đẹp nè. Bẩn mà mua về trước nè, khá ok luôn. Nó khá ok luôn, không có bể luôn nè, nguyên si. Rồi bẩn nè, bẩn nha. Rim Excel. Rồi như hình, bẩn nè. Đây thì có test miếng, người ta có hàng lại rồi nè. Đó, hàng lại rồi. Đó, hàng lại rồi các bạn. Test miếng nha nè, test miếng đi, hàng lại rồi nha. Rồi, bên trong. Bên trong như hình. Đó, không gây bể gì luôn nè. Này bộ bẩm nha anh em, bộ bẩm. Chưa có trà rửa gì. Đó, đây cũng có bên một công có bên người ta có hàng lại rồi nè, hàng bạc ra hồi hết rồi. Nó hơi tét nè, hơi tét người ta hàng lại hết rồi. Rồi ở đây nè, đây là bụi bặm nè, bụi lớp nè, nó bụi lớp luôn nè. Rồi bà cổ. Bà cổ ở đây có lủng nhạn xíu nè, nó đây lủng nhạn xíu nè, còn này ok. Rồi cái yếm thì nó đây có bể, nó có tét nè, anh em về về hàng lại làm lại làm gì làm. Nó tại có báo rồi miếng này nó bị tét bể đây nè, lủng lỗ nè. Đó như hình. Rồi áo tem còn khá nè, còn khá luôn. Tem bọn còn khá luôn. Rồi tem khá luôn. Ở đây là không gãy bể luôn nè, nguyên si. Rồi đi, chấu bọng còn nguyên nè. Đây còn đây ok nè, đây hơi nên té xíu thôi, nhưng xài còn vẫn xài ok bình thường. Đuôi bọng nè. Rồi, tem bọng sáng nè, áo sáng sủa nè, nhìn đẹp trai nè. Rồi được cái đuôi đèn còn nguyên nè, không gãy bể nè, đuôi đèn còn nguyên luôn, được cái bảo vệ đèn luôn. Nó đuôi đèn còn nguyên luôn nè, cứng khừ luôn. Đó, đuôi đèn này mua bỏ tiền em ơi. Nó coi như là cái đuôi đèn này nha, đuôi đèn này nó đắp vô cái yếm. Nó đuôi đèn này lâu cũng có được cái ngon, thường nó bể hết rồi. Cứng khừ luôn. Nó còn cứng khừ luôn. Nó nhìn áo bọn tem khá nét. Nó khá nét. Đây thì chưa rửa nha em ơi, chưa rửa nha. Bụi bặm quá, chưa rửa nè. Nó có đây có test được nè, người ta hàng đây rồi. Mình về chỉ chạy thôi. Đó, này đây có nước miếng nè. Ồ có sao vậy nha anh em ơi. Đây cũng có test miếng nè, test đường nè, người ta. Đây có test đường nè, em về hàng lại. Nói chung áo này thì lâu năm rồi, 99 tới giờ này cũng lâu năm mấy chục năm rồi. Rồi áo này nha, luôn pha đèn đuôi đèn luôn. Cái yếm này thì nó bể. Nó có sao vậy nha. Nhiều khi gọi bể để anh em thông cảm nha, miếng này nó bể rồi. Nó nứt tét luôn nè, về này hàng lại xài. Rồi áo này bán em lẹ luôn. 800 bao ship nha em ơi. Rồi 700 bao ship thôi, 700 bao ship cho anh em luôn. 700 bao ship. Đó, như hình nha, 700 bao ship. Nói chung áo này còn khá. Coi như này bể nè, này đắp qua kia. 700 bao ship thôi. Thì ship hết giờ hết 100 mấy rồi anh em ơi, giá này coi như là cái xe cỏ chạy nhiều khi xe anh em giờ mua áo này mới không có nha anh em, mới không có luôn à. Cái đồ đèn sau anh em mua mới phải 800.000. Đặt nhiều khi cái tuần lễ nữa, cái tháng trời mới về. Nhiều khi biết chỗ mua mới có nha, không biết chỗ mua thì bó tay luôn. Rồi 7-5 bao ship bộ áo này thôi. Trước tiên là test bình xăng con nha mày, bình xăng tàu nha mày. Đây là xăng tàu luôn nha nè. Bình xăng tàu. Bình xăng con này mới thay. Bình xăng này còn có em ru. Nó đề nhẹ nổ à. Nó đây nha. Đề nhẹ nổ. Nó không lên ga luôn. Không lên ga luôn. Nó không lên ga luôn. Em ru. Cực kỳ em. Nổ nè. Bật. Ru nha mày, lên ga em ru luôn nha em. Nó không khối luôn nha mày, không khối nha mày. Rồi bình xăng con nha. Rồi bình xăng với co, bán anh em một con tặng cái co luôn. 200 bao ship thôi. Bình xăng với cái co luôn nha em ơi. 200 bao ship nha, im ru luôn nè. Đó, bình xăng này giả dinh Thái Lan nè, này có Thái Lan mà hàng nội địa Thái Lan xem nè. Nói chung xăng tàu đi. Đó, máy nổ im ru nha, cực kỳ im nha em. Máy đầu nội dinh, nổ im ru sạch thôi. Nổ nè, cực kỳ im. Đó, cực kỳ im. Rồi, để test lửa đi, cần tí lớn chút. Ây da, trời ơi. Trời ơi, anh ơi, quá giật ơi.
Thôi đợi đợi em chút nha anh em, đợi em 15 phút nha, em đi rửa đít cây. Trời ơi, cứt đá răng quần này, bật mọc đá vô được. Giật con té đá vậy anh em ơi. Rồi, test thử lửa bụng nha anh em ơi. Ghê quá anh em ơi. Đó, lửa nha anh em. Đau mạnh nha, lửa mạnh có mạnh luôn, cực kỳ mạnh luôn. Có lửa đây. Có lửa là 3 phân, có là 3 phân. 3 phân mà nó kêu này tạt 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 luôn, quá mạnh luôn. Quá là dữ nha anh em ơi. Có chụp riêng luôn nha anh em ơi. Chụp riêng luôn nha anh em, chụp riêng luôn nha, chụp riêng nó luôn nè. Rồi cục bobin 350 bao ship cho anh ơi, cục bobin nha anh em ơi, 350 bao ship nha anh em. Có chụp riêng nó xe luôn nè, còn cứng khự luôn. Rồi cái cục IC, IC lửa khỏi nói nha anh em ơi, đề nhẹ nổ mà. IC này đòi rồi như hình là chưa rửa đáy luôn nè, có luôn cái có cao su luôn nè. Rồi đời 900 mấy nè. Rồi 9.4. Nó 9.4 nha, anh em nào thích chơi phong thủy thì 9.4 nè. Đó 9.4, bộ bọng VC đẹp long lanh nè. Đó như hình. Chấm sơn còn luôn nè. Chấm sơn còn luôn. Nó rất bọng VC, không lỗi lầm. Đó như hình nha anh em ơi. Quá đẹp VC. Rồi IC với cái này đầy đủ nha anh em. Rồi bán anh em cái IC với cái cục IC với cục thun nữa nè. Rồi 1.2 triệu bao ship nha anh ơi, 1.2 triệu bao ship nha anh em ơi, 9.4. 1.2 triệu bao ship. Rồi cục đê, đê gắn đê này, đê này, đê nhẹ nổ à, đê cực kỳ vip luôn á. Rồi cục đê, đê zin nha anh em ơi, đê zin nha anh em, KFM nha, đê zin, tem còn khá đẹp nè. Đê nhẹ nổ à, cực kỳ vip rồi, nhẹ nổ, bấm nhẹ nổ à. Bỏ lên ga luôn. Đó, đê nhẹ nổ. É luôn à, é cái thôi, é à. Đó. Nè, bấm nè, buông tay liền nè. Nó vậy là nổ à. Về nổ é cái nổ anh ơi, im ru luôn anh ơi. Nó cũng đề vip nha anh ơi, về này gắn chạy thôi, khỏi làm gì giỏi sinh, để chạy luôn, đề vip luôn. Nó đề được cực vip, gắn diêm thái hết bài lên nha anh ơi, gắn diêm thái hết bài lên nha anh em. Nó đề cực vip nha, é nổ rồi. Nó é nổ rồi, é nổ rồi. Rồi cục đề 5 đầu đó bao ship nha anh ơi, 5 đầu đó bao ship cục đề riêng lùng thái nha em. Rim béo thái gắn cho rim béo, rim thái để rim thái, rim sắp rim alpha đầu phu một gắn được hết luôn. Đó, phu một gắn hơn mà điều nó chạy vẫn được ok hết. Đề nhẹ nổ thôi, quay thái được gắn được hết luôn. Cực kỳ đã luôn. Cái bộ lửa nè, giờ chín chín luôn anh em ơi. Trong đây để lâu quá nó hơi xét nè, lắc rồi chà ra rửa ra. Còn qua lăng nè. Ốc tán chưa bắn luôn nè. Ốc tán chưa bắn luôn, còn chống sơn xanh tè le luôn nè. Ốc tán này chưa bắn luôn. Nguyên si luôn, chưa thay than luôn, ủa chưa dây sơn đề, chưa thay sơn đề luôn. Đó, ốc tán nè, chưa vô bắn luôn anh em ơi, đây 99 đây. Đó, như hình nha anh em, lửa là siêu nát luôn, ốc tán chín hết lên. KGD. Đó, KGD. Cái này nó hồi lên nó xịt tẩy ra, này nó xét anh em ơi, này rửa là ra xịt B7 ra liền à. Rồi tiếp theo là bộ giấy 4 món em ơi. Giấy 4 món nha anh em. Rồi biến món là Honda nha, giấy biển số nè, 89 89F1 7085 Hưng Yên. Đó nhìn, này là màu nâu. Rồi số máy trùng nhau. Rồi màu 999. Đó, thích nào anh em liều rim thái, sức bay vẫn được luôn mày. Chữ Honda nha, không có đề chữ rim gì nữa đó hết. Chữ Honda. Anh em zin rim thái nè, sức bay được hết luôn nha anh em. Số máy trùng nhau nha. Ba anh em giấy zin, bao đã chấp trọn đời luôn, ba đời luôn. Rồi biển số 89F1 7085. Rồi số máy thì như hình nè. 0015540. Rồi 0015540. Số máy là 3 hợp lệ. Số máy trùng nhau luôn. Vô về đi rim thái. Thôi xe nào mà rim lùng thái nè, vô được cho rim lùng thái nè. Rim thái nè, thái cao nè, spare nè. Rim lùng 99 nè, rim béo nè, được hết nha em ơi. Nói chung được hết nha em. Rồi luôn này không có sườn nha, cắt lấy số khung thôi. Rồi như hình
1 triệu 7 bao ship. Rồi 1 triệu 7 bao ship cho anh em luôn. Màu giấy 4 món như hình, 1 triệu 7 bao ship. Rồi cái khung sườn nha anh em, khung sườn nha. Khung sườn nha. Khung sườn. Kèm là cần thắng chống đứng cho anh em luôn. Sườn thì bao đẹp luôn nè. Cần thắng chống đứng này đủ luôn, gai gió là ok luôn nè. Cần thắng chống đứng yên luôn. Thùng xăng luôn. Ờ yên thùng xăng cho anh em luôn, về gắn sẽ cỏ chạy luôn. Xe nào mà anh em nào ở quê á, sâu vùng xa là mà xe lỏ như một sườn á, anh em gắn loại này vô, chạy là ngon là cái đào liền. Gắn vô chạy vài năm chục năm nữa chứ hư nữa. Nó thùng xăng nè. Thùng xăng yên. Rồi như hình nè, thùng xăng. Yên bát động nè, chữ Thái với tàu Nguyên Si nè, đường dây điện luôn, lượng cái lượng nước luôn, học bình luôn nè, học bình học đồ nghề luôn. Học bình học nghề luôn, như hình luôn. Rồi bán là luôn cái sườn nha, không có số khung, chỉ cắt số khung ra rồi, sườn, đường dây điện. Toàn thắng chống đứng, yên, thùng xăng, lượng nước. Khóa yên, đường điện đầy đủ luôn. Rồi 630 ship nha, tiền ship này hết 200.000 nè, trăm mấy đâu ơi, đường này nặng nha, hai mấy ký này, hơn 20 ký thôi, nặng nha năm thì ship hết rồi, gần 150-160 rồi. Rồi như tính ra còn 400 mấy thôi, quá rẻ rồi. Xe nào mà anh em gắn máy quay đi, gắn quay đường được hết nha mấy, quay đi đường gắn được hết nha năm đó. Xe nào anh em về dùng sâu xa mà lỡ mà sườn hư một cái gắn này vô, cần chi giấy tờ xe ở quê mà chở đồ, chở đi ruộng đi rẫy rồi. Xe giờ anh em mua cái sườn Trung Quốc gì hết 500-600 ngàn rồi, chạy có vài tháng năm nữa nó cũng rụm mà. Xe này chừng nó vô là thiên thu luôn, chở hàng bao phê luôn. Rồi Gafford đi đồng 99 KFM từ 90 rồi 199 đây, 12 tháng 4 năm 1999. Đó AB đó, AB và AB sơn zin như hình. Sơn này hình như có dặm xịt bóng lại, có xịt bóng lại. Rồi ti nè, ti còn đẹp như nói, ti đẹp như năm, ti đẹp nha. Trên này thì có xe xét nè, không sao, phụng chúng ta đây thôi, phụng chúng ta đây rồi mày, trên đây không sao nha, tuy nhiên phụng chúng không tới nữa nó xét. Rồi có cái nút chụp đầy đủ nè, nút chụp phụng nè, giống như qua Thái đời 2000 nè, có chụp đầy đủ luôn, chụp phụng đầy đủ luôn, ti zin nha nam, nó chụp phụng nè, giống như qua Thái 2000, đó có chụp phụng đầy đủ luôn. Rồi nói chung là phụng này hơi yếu, anh em về thay nhớ, hết chạy, hơi yếu nha mày, hơi yếu nha nam, ti bao đẹp nha nam, ti bao đẹp nha, ti bao đẹp không xước không cháy gì luôn nè, trên đây thì có hơi xét xét thôi, yên tâm phụng chúng không tới. Rồi như hình AB luôn nè. Rồi anh em nào mua thì mình phục hồi sẵn cho anh em luôn. Anh em nào mua thì mình vệ sinh phục hồi thay nhớt cho anh em luôn. 300 bao ship. Rồi anh em nào tự xử thì 300 bao ship. Rồi như hình thay nhớt thì phải sẵn cho anh em 300 bao ship luôn. Đó về chạy thôi. Anh em muốn tự xử thì 300 bao ship cho anh em luôn. Rồi cái chắn 3. Chắn 3 này gắn xe cỏ chạy luôn, gắn xe tất cả loại xe luôn. Rồi như hình nè, chắn 3 nè. Gắn cả loại xe luôn, xe cần xe gắn được có mỗi về thôi, mỗi về giống như đêm Thái nè, mà điều nó khác chút thôi. Mỗi về ở đêm Thái với đêm Đồng Thái thì ốc ở đây, mà này ăn trước, ngựa đợi hơn ta. Hồi này chiếu này gắn xe cỏ chạy, thôi gắn xe cỏ chạy bao ngon bao rẻ luôn. Đó, 150 bao ship thôi, 150 bao ship cái chân ba thôi anh em ơi. Đó, như coi như bán ốc, coi như bán ốc tán thôi, tặng luôn chân ba. Rồi bô zin, Honda zin, zin nè. Mà bô này nó bị tàn phế vô công rồi, 1985 zin nè, cổ thay rồi, cổ mới thay, cổ inox luôn, bô hơi tàn, nó đít thì lủng, đít thì lủng luôn. Dưới đây thì nó này bị lông dách rồi, tiếng nói chung tiếng nó không ngồi im zin nữa. Đó như hình bô zin 1985, không bô zin 1985, rồi rẻ thôi, 150 bao ship thôi, vẫn gắn xe lấy cái mát thôi em ơi. Tiếng nói chung tiếng không ngồi zin nữa nha em ơi, đít thì nó hơi nổ vậy nè. Nó đứt hơi nổ vậy nè. Rồi trong nửa bao ship thôi. Bán gì bán cái xác thôi em ơi. Còn gì đâu chạy lấy cái mọc thôi. Rồi cái tay sách. Tay sách quá kèn luôn em ơi. Đây hơi bị na ná miếng nè. Đó đây hơi tróc miếng nè. Còn lại đẹp hết nha em ơi. Đẹp hết nha. Đẹp hết. Nó kèn luôn. Rồi hai bên đẹp luôn. Hai bên đẹp long lanh luôn. Nó hai bên đẹp long lanh luôn. Nó len kèn luôn. Hai qua để long lanh luôn nè, nó long lanh luôn nha anh em. Rồi chỉ bị đúng đớn như này thôi, đen chấm đen như này thôi. Rồi 200 bao ship nha anh em, 200 bao ship nha. Cái sách nhìn 200 bao ship. Rồi gắt nhôm. Rồi gắt nhôm còn khá ok, mặt tiền còn khá anh em ơi, bao nặng nha anh em, gắn rim quay hết bài luôn. Gắn được cho Alpha nha anh em ơi, gắn được cho Alpha luôn nha anh em. Alpha Super Rim lùm 99. Đúng rồi, rim 99 rim lùm Thái được hết luôn. Rồi cao su nè, cao su này mới thay nè, cứng khự luôn, không xệ luôn, cứng khự luôn anh em ơi. Cứng khự luôn nha anh em, cứng khự luôn nè, không xệ cứng khự luôn, quá đã luôn. Rồi 200 bao ship nha, 200 bao ship cái cặp cái chân đi lùng 99.
Rồi cái gác máy. Gác máy nè. Chân chống zin đầu xe luôn nè, có đắp thêm miếng cục sắt nha nè. Đắp thêm miếng nè. Rồi được cái là các ngoan gác máy zin nha. Cái con zin này con nó có hàng thiếu mấy phút này nè. Zin của nó là vậy nha mày. Zin của nó là vậy nha. Zin nó là vậy nè. Rồi bao ngay thẳng luôn, không hàng không chấp nối gì luôn nè. Bao ngay thẳng cho em luôn. Đó, bao ngay thẳng cho em luôn, không hàng chấp nối nè. Gắn quay rim, gắn quay rim là bao cứng bao phê luôn. Đó, rim rụng chính chính là rim có cái cục này nè. Rồi này nó cả vô cái chung đơn cho cái còn thắng nè. Đó, từ rụng chính chính mới có nha, nên mấy khác không có nha. Rồi cái gác máy 150 bao ship nha. Gắn vô là bao cứng bao xài luôn. Chở đồ bao đã luôn, bao phê luôn. Rồi cô dĩa trong xe dĩa rim rụng chính chính. Này là KFM là KFL nè. Cô dĩa này giống như quay thái 110 đời 2000 nha, không xài không chỉ nha. Cô dĩa này giống quay thái 110 đời 2000 không xài không chỉ. Nó xài cho alpha không được nha, chỉ xài được cho quay thái thôi. Quay thái 110 đời 2000 không xài không chỉ. Rồi ốc tán đẹp bao đẹp, ốc tán đẹp. Nhông dĩa còn khá luôn, còn 70% xài vẫn ok bình thường. 70-80% xài bình thường luôn. Rồi 200 ship cái cô dĩa nha mày. 200 ship cô dĩa quay thái 110 đời 2000 nha em. Nói chung là vậy đi. Rồi cặp phục sau không xì, ti zin không xì, chân thì ok, vỏ thì có hơi nổ nè, nó vỏ hơi nổ, sao vậy, đây hơi yếu nè, nổ nè, rồi cái nhúng bao phê, đó nhúng bao phê, rồi chân zin, ti zin không xì, bao yên bao xài luôn, nhúng thử, bao anh em nhận hàng kiểm tra cứ nhúng thử, đó, này là phun hộp, ở lộn này là phát phun hộp cái này nè, phun hộp thì ngắn hơn, cao su này phun hộp qua đầu lên chính thì dài hơn. Mà đều chiều dài kích thước như nhau nha, chiều kích thước như nhau. Đó, nhúng bao ngon bao phê luôn. Rồi nhúng bao ngon. Rồi còn kêu ngắt nha anh em, còn kêu ngắt đầy đủ nha anh em. Rồi vô anh phu một rồi hết bài. Rồi để rẻ anh em. 350 ship thôi, 350 ship thôi, để rẻ anh em luôn. Nó hơi đồ nó có vỏ hơi nổ xíu. Rồi cái cấp bột sơn. Cấp bột sơn như hình này nó hơi yếu em ơi. Tem bọng zin hết nha anh em, tem bọng zin hết nha anh em. Tem bọng zin hết nha. Rồi ở đây thì hơi nổ nè, hơi lủng nè. Đó, hơi lủng yếu nè. Ngoài hình còn khá ok nè. Đó, tem zin. Đó, gì đó xe cỏ chạy đó là đợi ở sau một quá một rồi. Ở sau nó lỗ quá lỗ rồi. Như hình nè. Ở sau nó lỗ quá lỗ rồi. Cái này ha. Rồi này bán rẻ anh em xài đi. Gắn xe cỏ chạy. Rồi một cái bột sơn. Rồi gấp. Rồi gấp được 99 đây. Rồi 99. Rồi cái này có sơn lại rồi. Này thì có hàng, có làm đồng, có chóc phá nè. Có hàng này rồi. Nhưng bao cứng bao xài luôn. Gắn cho anh pha được luôn nè. Quay đi được hết luôn. Đó, hình này có hàng nè. Đó, hình hơi xấu mà có sơn là có sơn phủ luôn rồi. Dậm sơn luôn rồi. Rồi nói chung là cái này có một người ta xử lý rồi. Gắn chạy thôi, rồi bán cái 5 cái cấp bột sơn này rẻ thôi, 230 ship thôi. Rồi tiền ship hết 60.000 rồi. Bán anh em về gần sàn thì bán cho chai luôn thôi, chứ cái này để cũng vậy à. Rồi 230 ship thôi, gắn xe cỏ chạy, gắn riêng quay ok luôn. Thôi nói như gấp còn cứng đó nha nha mày. Rồi cái bánh sau, rồi bánh trước. Bánh trước. Rồi gắn xe cỏ chạy, bán xe cỏ chạy luôn. Rồi tăng vô nè. Đó, 1999 nè. Đó, 99 nha mày, 99 nha em, 99 nha, tăng vô nè, tăng vô còn khá ok nha. Khá ok. Rồi không lóng lưng. Công điện mới thay luôn, công điện đi điện hãng có được hàng Indo luôn. Đi luôn nè. Đó, điện đi điện xịn nha mày, công điện mới thay nha em ơi. Ngày sức có hàng sức nè. Ngày sức ngày mấy đây? Này ngày sức không biết ngày mấy nè. Này ở ngày sản xuất nè. Đó cầm điện đi nha mày, điện đi nha mày. Đó điện đi nha anh em. Vỏ này vỏ gì đây? Vỏ này vỏ Chenxin. Chenxin, vỏ Chenxin. Đó vỏ Chenxin. Đó cầm điện mới thay, điện đi mới thay, bao sáng bao bóng luôn. Đó cầm điện mới thay, chân vòi đẹp luôn nè, mới thay. Vỏ còn ok, vỏ còn khá nè. Rồi vỏ còn khá nè. Rồi dự án xe cỏ chạy luôn. Rồi đùm với má đùm lực bộ bánh trước luôn, nó má đùm này đủ, sẽ cỏ chạy.
Rồi 400 đổ bao ship nha em ơi, 400 đổ bao ship nha anh em. Rồi luôn vỏ ruột nha anh em, gắn chạy thôi. Nói gì bán coi như là bán cầm niệm bán tặng luôn cái đùm luôn. Đùm nhà tháo ra bán hết 200 rồi. Rồi vỏ cầm niệm này nữa, tính ra nữa 200 300 ngàn nữa. Rồi được bao ship cho anh em luôn, 400 đổ bao ship cho anh em luôn. Rồi nha lẹ đi, 400 bao ship thôi, 400 bao ship luôn, vỏ ruột luôn, 400 bao ship thôi. Rồi cái bánh sau. Bánh sau. Rồi tăng vô là còn khá nè, còn khá nha, lâu chạy của nó bị đổ ố. Rồi không đóng lưng, như hình không lưng. Rồi cái đợt cái niệm này là cái đùm này giống như quay thái 110 đời 99 2000 em ơi, giống như quay thái nha năm. Đùm này giống quay thái nha, đùm thái nè, giống quay thái 110 đời 99 2000. Rồi cam niệm zin luôn. Rồi CM Goshi. Đó, CM Goshi. CM Goshi nè, 1.1.4 nè. Đó 1.4 nè. Đó mã HS nè, HS nè, cam niệm zin. Đó, CM Goshi. Rồi anh em về chà rửa thêm. Niệm còn ok sáng đẹp nè. Sáng đẹp, anh em về chà rửa thêm, chưa chà rửa luôn. Rồi cái này là không một lủng nha anh em, không một lủng nha anh em, không một lủng nha. Chân giò là không một lủng luôn. Đó, niệm cầm niệm zin luôn. Đùm là không có lỏng lưng. Đó, đùm này giống đùm hơi thái 110 rồi 2000, rồi 99, 99 2000. Rồi cầm niệm zin, vỏ mòn, vỏ bỏ nha anh em ơi, vỏ bỏ nha anh em. Rồi má đùm lô. Rồi má đùm lô. Má đùm lô nha anh em ơi, má đùm lô nha anh em. Má đùm lô nha. Nhái 110 đề, nhái 110 nha. Rồi bán cái này luôn, cô bán cái niệm tặng luôn cái đùm luôn. Rồi 400 đô ship, nói như hình, đùm giờ tháo ra bán cũng hết 2 3 sỉ rồi, đùm trăm thái 110 mà. Cầm niệm đó. Đó 400 400 đô ship nha anh em ơi, 400 đô ship cái bánh sau nha anh em. Rồi cặp vỏ rim. Rồi vỏ trước là vỏ cao su, vỏ sau là vỏ Canada. Rồi gai vỏ còn khá nè. Rồi gai cái chó nè, đây còn khá nè. Còn khá là đâu ơi, gắn xe cỏ chạy nha, gắn xe cỏ chạy đi đẩy mưa ở bề. Giá rẻ thôi. Đầy đủ vỏ ruột nhanh luôn, vỏ này còn khoảng chừng 70-80% thôi. Rồi gai vỏ nè, còn 70-80% thôi. Như hình, còn gai vỏ còn khá luôn, 70% thôi. Rồi cặp vỏ này bán em nha lẻ luôn, vừa bán vừa tặng luôn. Trăm rửa bao ship thôi, nó diễn xe cỏ chạy. Trăm rửa bao ship thôi, đầy đủ vỏ ruột cho anh em luôn. Rồi bình ác quy, bình nói chung cái bình này nó cũng hơi cũ rồi. Nhưng được cái là bao mạnh, bao mạnh cho anh em ơi, bảo hành anh em là nửa tháng nè, từ cái ngân hàng nha anh em. Trong vòng nửa tháng anh em nào mà hư anh sẽ bù tiền cho anh em. Ví dụ cái bình này bán sát giờ hiện tại trên đây bán giờ 50-51 ngàn, nếu hư anh em trừ ra anh em là 45 ngàn. Đó, trừ ra 45 ngàn để sát cho anh em. Đó, cái đầu giờ kẹo rất đàng hoàng. Nếu như mà hư là trừ sát cho anh em là cái này là 45 ngàn, rồi còn như cộng tiền lại trả cho anh em. Bao anh em là bảo hành nửa tháng thì ngân hàng bao mạnh bao xài luôn. Rồi như hình nha anh em ơi, rồi bán rẻ thôi. Rồi 130 ship nha anh em ơi, 130 ship nha, bình GS. Nó bao mạnh bao xài luôn, 130 bao ship, tiền ship hết 30-40 rồi. Đó, như hình là tính ra bình này có 90 ngàn thôi. Nó bao mạnh nha, bao mạnh nha em ơi. Rồi đổ ốc, ốc tán hình nè, ổ phá nè, ổ phá trước sau đầy đủ luôn. Rồi coi là cái bó số nè, không một cái nào luôn, bó số nè không một cái nào luôn. Rồi cốt nè, cốt hai cốt treo máy nè, hai cốt treo máy nè, cốt này đầu nhỏ nhỏ nè, giống như rim nè. Đó, hai cốt treo máy đầy đủ, cốt trước nè, cốt trước còn khá nét nè, đó, cốt trước khá nét nè, đó, khá nét em ơi. Rồi cốt sau nè, cốt sau khá ok luôn, hơi dập đầu thôi nhưng còn cái là màu mè còn. Bát lồng nè, đó cái bát lồng nè, bát lồng. Rồi cái bát ống dây xăng, ống xăng dư, ống xăng nè. Rồi ốc tán thì đủ cho anh em luôn, ốc tán đủ luôn như hình. Rồi bộ ốc này như hình 300 đô ship nha anh em ơi, 300 đô ship bộ ốc rim béo 99 nha anh em ơi, 300 đô ship. Rồi có luôn cái kèn luôn nè, có luôn cái kèn, có luôn cái cục sạc lô luôn. Rồi cây dên imru luôn nha anh em, không kêu cái nào nha anh em, nhận hàng kiểm tra thoải mái, bao nhiêu mà xài luôn, imru luôn này chứ nè, imru luôn này, nó kêu này nè, tháo ra gõ để gõ kêu anh em nói kêu nữa. Họ im ru luôn, không chia tới động luôn, anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái, cứng khừ luôn, cây dân cứng khừ luôn em ơi, cực kỳ im nha anh em, cứng khừ luôn, bao im bao xài bao giữ luôn, cây dân mới đã đầu mà, ốc tán còn nhận chân còn chấm sơn nha, lè nè, hay là cốt bao vip nè. Rồi như hình, dân là cực kỳ im, đó như hình, nay là 99, nay là 20 mấy năm rồi,
Đó, 25 năm cây trên còn im ru luôn nè, cứng khừ luôn, chưa thay sinh cam bao giờ luôn. Rồi cây trên cực kỳ vip. Rồi 800 ship cây trên, bao giữ luôn, nhận hàng kiểm tra thoải mái rồi nhận, nhận hàng. Cứ kiểm tra thoải mái là nhận không sao. Anh em nhận hàng, bao anh em kiểm tra luôn. Rồi lốc bơm. Lốc bơm. Đó, thằng lốc bơm Thái. AB GB6. Đó, GB6, ốc nhớt. Rồi anh em nhận hàng cho anh em lưu ý em ơi, nhiều em cũng bị gặp tình trạng nhiều rồi. Cái đường này là cái đường răng, có cái đường này đường nhôm đúc nha em ơi, chứ phải đường nứt nha em ơi. Đó, thì đường cái nè, cái này là cái đường là đúc nhôm nha anh em ơi. Anh em nhiều khi anh em cũng nhiều tập trường hợp rồi, anh em nhận hàng nói cái này là bị lóc nứt không nhận. Đó vậy nha em ơi. Cái này là cái ấy nha em ơi, nhiều khi anh em biết cũng đỡ. Thì không biết sao giải thích luôn á, không nhận cũng 7-8 trường hợp rồi, như hình 7-8 trường hợp rồi, nói là lóc nứt. Này là khỏi nứt nha em, này là cái đường đúc có nhôm nha anh em ơi, để anh em không biết nói lóc nứt tội nghiệp em. Đó, đường cái đường đúc có nhôm, không phải nứt nha anh em ơi, không nứt nha, nứt lóc này chắc đá quần luôn á. Đó, không sao nước này được, màu nước ở đây thôi, ở đây thôi, chứ lòng nước đây không như nước mà đây giờ chạy dinh đôn như độ chứ nước nổi mà nó ở đi dưới cái ba này. Đó, nhôm đường nhôm đúc nha, nhôm đúc nó coi sản xuất là vậy nha em. Rồi ốc nhớt. Ốc nhớt bao vip luôn. Đó, ốc nhớt cực kỳ vip luôn. Ốc nhớt nè, bao vip bao giữ luôn, bao xài luôn, cực kỳ đã luôn. Đó, ốc tán đầy đủ. Rồi ốc cắt chân nè, ốc này là cực kỳ đẹp, long lanh nè, nó long lanh luôn. Ốc này thì hơi yếu yếu nè mày, có sao vậy nha, ốc này hơi yếu không còn, bên đây đẹp long lanh. Rồi mới đảng đậu luôn nè, bao không lỗi lầm. Rồi 200 đứa bao ship cho anh em luôn, 200 đứa ship, lỗi con từ 50.000 tới là 300.000 mà trừ con ốc lọt chuông thì từ 50.000, 200 đứa bao ship nha. Rồi cái đồng hồ, nó đồng hồ và đồng thờ đời 99, và đồng thờ kim zin kính zin, dây cọ zin, đây con đứt một dây thôi, này nội nào câu cái gì nè, đứt nè. Cắt chiên quyết nè, nói gì nói lại xài thôi. Còn ở đây thì nó hơi cấn đồng hồ nè, cấn ghi đông nè, hình như là không đứt dây. Anh em về kiểm tra, nếu có đứt thì quán lại, thì không thấy đứt anh em ơi, không thấy đứt nha anh em, kỹ gì quán lại thôi. Đợi 99 đầy đủ luôn nha em luôn, dây cọ nguyên si không cắt nói, nó nguyên si không cắt nói nha anh em ơi. Rồi 200 đồng ship đồng hồ nha anh em ơi, 200 đồng ship nha anh em. Nó nhiều cái này cũng ít bán rồi, anh em mua để dành, nhiều khi đồng hồ mình hư rồi té đồ hư để dành xài. Nó nhìn 200 đồng ship đồng hồ. Rồi bộ ba nắp. Rồi bộ ba nắp. Đó, ba nắp nắp công. Rồi anh em vô rim quay ok hết luôn nha. Rim trung quay Alpha Trung Quốc rồi Super Rim vô ok luôn. Vô kiểu nó ngầu em ơi, vô kiểu ngầu nha anh em. Nó cũng chung mẫu thôi, lộn nó chung cái khuôn đúc thôi mà đều khác mẫu thôi. Mẫu nó này nó khác thôi, nó không giống ai hết mà đều bắt ốc như nhau. Ốc tán hiện nó như nhau. Bắt bình thường. Rồi cái nắp nồi. Nước sơn còn khá em ơi, nước sơn khá đây chưa rửa luôn nè, nước sơn khá nha. Nắp này nó sơn khá luôn nè. Nắp nồi, cái lực nhất, cái tơi tiêu nhất thì nó này nó lô rồi. Bên trong nè, khá đẹp, xài nhớ khá đẹp. Rồi cái nắp tròn luôn, nắp tròn có nắp tròn nha anh em luôn, để lao quan cái đây, để dính rớt cái thau dầu. Đó, nắp tròn khá luôn nè, nắp tròn còn khá luôn nè, đây có cắn miếng thôi. Rồi cái đuôi cá luôn nè, đuôi cá là sơn còn khá luôn. Nó bắt như nhau, bắt anh em bắt vô quay đi mà như nhau, gắn vô bao ngọn luôn, Trung Quốc là gắn vô đẹp luôn. Rồi giá rẻ rẻ luôn, có 300 rưỡi bao ship thôi anh em ơi, nước sơn khá luôn, chỉ 300 rưỡi bao ship cho anh em luôn. Nó chỉ 300 rưỡi thôi, bao ship nữa. Rồi cái Boe 99, nó Boe 99, đúng rồi 99. Giống như Boe Thái 110 đời 99 nha em ơi, giống như Thái 110 đời 99 nha anh em. Nó chỉ khác cái này thôi, Boe Thái 110 thì nó là KFL, ủa này KFL luôn mà, không phải KFM đâu. Rồi này giống 100 luôn, cáp lờ luôn, nó giống 100 luôn. Kia là thường là cáp màu ta, sau này cáp lờ trời, đây cáp lờ nha anh em ơi. Thường cái này là cáp màu, này là cáp lờ luôn, rồi giống 100 luôn, không có gì khác luôn. Rồi ống này nè, này là ống xá xị nè, ống thông hơi nè, nguyên si không gãy nè, nó không gãy luôn, cứng khừ luôn, không lỗi làm gì. Boe giờ người ta bán 400.000 rồi. Rồi có xá xị nè, xá xị 99 nha anh em, giống như xá xị 99 đời 2000 nha, ở loại 99 nha, chúng thấy 99 chỉ khác cái ống thôi. Nó này chỉ khác ống thôi, ống anh em về có thể làm lại, cái này thì làm được nè, cái này thì anh em về cắt nói là gò lại. Rồi xá xị có miếng nhôm nha anh em, 99 nha. Rồi 400 bao ship cái co xăng lộn cái xá xị với Boe, 400 bao ship. Rồi bộ đầu lông rồi đầu lông nha anh em ơi, đầu lông nha. Rồi 99 nè, đồng tiền trên chữ cáp lời chữ nhỏ nè. Rồi chờ ET nè, ET-4 nè. Rồi nắp số 8 đẹp lan can luôn, bao nắp bốn lỗ này chưa rớt ra luôn.
nó nắp lỗ chưa rất là luôn, nó nắp số 8, nắp số 8 nè, không lỗi lầm gì luôn, còn đẹp len ken sa bang luôn. Nó đời đời 99 nha, đời 99 mới có thôi, đời 2000 không có, 99 mới có cái nắp số 8 thôi. Nắp bao đẹp luôn, nó thấp nè, nắp này tháo ra bán bao ông xị á. Nó nắp đẹp len ken. Rồi nước da sáng đẹp, đồng 99 đồng tiền trên, giống như Thái 110, đời 99. Đó, 97 cm khối, KFM HA KFMA từ 1. Rồi lỏng bê tông còn khá luôn. Rồi bê tông khá nè, có dấu chạy thôi. Nó không có xước, không có lốp. Nó như hình, không xước không lốp. Còn khá luôn anh em ơi, không xước không lốp nha. Nói chung có dấu thôi nhưng không có lốp. Bao im bao khối bao xài luôn nè, mặt dưới nè. Mặt dưới mặt giống mặt sau còn ngang luôn nè, mặt sau còn nguyên luôn. Mặt dưới nè, mặt sống còn nguyên luôn anh em. Mặt dưới nè, mặt sau còn nguyên nha, mặt sau cũng còn ngang còn nè, còn khá luôn nè. Đó còn khá luôn. Rồi nói chung là đầu này nét nha em ơi. Rồi trái còn cứng khựng nha anh em. Em nhìn mặt giỏng nè. Ở đây thì khỏi nói nha, ở đây lúc nào cũng giỏng, tại đây nó chạy không tới đâu. Anh nhìn bên trong nè. Nó bên trong nè, bên trong lúc khúc sáng sáng á, nó mặt giỏng còn nè. Mặt giỏng quá là mặt giỏng luôn. Nó mặt giỏng nè. Nó bên trong nè, khúc sáng sáng á. Nó mặt giỏng nè. Quá trời mặt giỏng trong bên trong nha anh em ơi. Bên trong quá trời mặt giỏng nha. Khúc sáng 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 á. Rồi hình nè, mặt giỏng nè, quá nhiều luôn. Rồi này là 97cm KFMA trừ 1 đồng tiền trên nè, đúng rồi 99 nè. Rồi nắp bao đẹp nè, bao giữ nè, không lỗi lầm, ET trừ 4. Rồi nắp 4 lỗ còn nguyên luôn, không chưa bung luôn, nắp 4 lỗ nè, chưa bung ra luôn. Nắp cánh bướm nè, chưa bung luôn. Không lỗi lầm nha anh em ơi, không lỗi lầm nha anh em. Rồi giờ hình, vừa gái này chạy thôi. Nắp bông này đủ nè, nắp thái nè, nắp bông. Đó, nói chung là đầu này khá nét nha anh em ơi, còn khá nét nha anh em. Rồi nắp thái nè, nắp bông nè, đó nắp bông nè. Rồi bộ đầu lồng này luôn, đầu lồng này hình bao xài bao im bao khối bao xài luôn, gắn là chạy thôi. 2,2 triệu bao ship nha anh em ơi, 2,2 triệu bao ship nha, bao vip luôn, 2,2 triệu bao ship. Rồi bộ nồi súp be nè, hổm là trên xe làm test là không hú nè, trên xe không hú nè, nó trên xe không hú, mà khách về ráp thì nói là có hú, mà không biết đúng là sai, không biết ráp đúng hay sai, nhưng khách nói thì mình nghe, có sao vậy, không biết ráp đúng ngay dấu hay không, mà điều khách nói thì mình nghe thôi. Nồi này là siêu cọp luôn, xe test bao không, trên xe test không hú luôn, mà không biết sao khách ráp nó không nó hú. Rồi mặt đây nè, sọc ngang nè, nó sọc xéo nè, sọc gì nè, quá trời luôn nè, nó như mới luôn mà anh em, nó sọc như mới nha anh em, sọc như mới luôn nha anh em, nó sọc nè, em sọc như mới luôn nè, râu ria nè, nó sọc nè, nhìn sọc nè, đó sọc nè, như mới luôn, không thấy dấu gì luôn nè. Sọc như mới luôn, nồi này siêu cọp luôn nè. Nó 22. Nồi này không test thì không hú, bán giá 1,5 triệu bao ship. Rồi khách nói thì rắn vô thì hú. Nói chung là không biết đúng hay sai, không biết ráp đúng hay khách ráp đúng dấu hay là không. Nhưng mà khách nói hú thì mình nghe là hú thôi. Nhiều khi cũng khó nha, hú số nó cũng hú. Nó số nó cũng hú nha mày, chứ không phải là nồi không hú nha mày. Số nó cũng hú nha em, số nó cũng hú nữa. Rồi 12 tháng 12 nè, hàng ngày 26 tháng 11 năm 2012, bố nè, bố Vinh Vinh mặt sọc sâu quái luôn, sâu quái luôn nè. Rồi bao Vinh làm gì nha mấy, bao Vinh làm gì nha nè, bố loại ca đó, bố bọng nè, như mới luôn nè, sâu quái luôn nè, thịt còn về cui luôn nè. Rồi chuông nè, chuông gọn rất là nhẹ luôn nè, gọn rất là nhẹ luôn, cực kỳ đã luôn nè, gọn rất là nhẹ, nó đụng vô gọn mới biết gọn thôi, nó rất là nhẹ luôn nè mấy, về cui nha em, vậy cua nha. Rồi chuồng heo sao, nó ốc tán zin hết, chưa đụng chạm luôn nè. Anh em nhận hàng kiểm tra, nếu như gọn khỏi nhận cái này nè, gọn khỏi nhận, phẳng lì luôn nè, cực kỳ vip luôn, ốc tán zin hết luôn nha. Nồi này không hú nha anh em, mà điều khách nó hú thì mình nói nghe sao vậy thôi. Rồi có sao vậy, bán anh em rẻ luôn nha, lên lẹ luôn nè. Rồi như hình nè, ốc có cái máng nhớ hang ốc nha anh em, với cái khâu nha anh em ơi. Rồi nồi này họ bán 1 triệu bao ship, rồi không 1,5 triệu bao ship. Này bán anh em 1 triệu bao ship thôi. Nó bán anh em giá sát luôn này, tính ra không bao ship luôn, ủa là không bao hú nha anh em ơi, 1 triệu bao ship luôn, nồi cọp. Đó, họ bán 1,5 triệu này xuống còn 1 triệu luôn. Bán bỏ luôn anh em ơi. Rồi bao nồi số 2, nồi đi báo 99, nồi này thì có hú nè, có gió nè. Có sao bao vậy, em test thử rồi mới bán. Có sao vậy? Nồi này thì có gió. Nó có gió, nồi còn sọc còn ít thôi, sọc nó dùng còn ít thôi. Được cái nè, bố nè, bột chuông nè, chuông nè, như chuông gọn rất là nhẹ luôn nè, gọn rất là nhẹ luôn,
cực kỳ đã luôn nè. Nó gọn rất là nhẹ luôn đây, gọn rất là nhẹ nha anh em ơi. Rất là nhẹ nha anh em. Gọn rất là nhẹ. Rồi chuồng heo ba càng cáp lờ nha anh em ơi, đời 99 nha anh em ơi, cáp lờ nha. Cáp lờ. Một mã còn nè, 23 tháng mấy nè, mà 1999 đó. Nó cáp lờ. Rồi mới đáng đầu. Chấm sơn còn luôn nè, bố như mới luôn nè, bố nè, sọc số quái luôn nè. Số quái luôn, mặt thịt nè. Mặt thịt cáp lờ nè, còn dày cui luôn nè. Nó còn dày cui luôn, cực kỳ đã luôn nè. Nó ở hình mới đáng đầu nha anh em ơi. Nồi này có gió nhẹ nha, có sao vậy. Rồi cái này. Rồi anh em nhận hàng nè, chuồng heo nè. Nếu gọn không nhận, gọn miếng nào khỏi nhận. Gọn miếng nào khỏi nhận nha, nó phẳng lì luôn nè. Nó còn hơn có đi shopper nữa nè. Nó phẳng lì luôn nè. Bố bọng nguyên zin nè, chưa đụng chạm vậy luôn nè. Ốc tán zin chưa đụng chạm. Đó, cái là dấu sẵn, ấp chạy thôi. Rồi có luôn mang nhớ cái khâu đầy đủ cho anh em vô, về bắt cho riêng quay được hết luôn nha anh em ơi. Nó như hình nha. Rồi bộ nồi này vậy. Rồi 900 bao ship nha anh em ơi, 900 bao ship nha. Nồi kia thì nồi shipper đi thì bán mù luôn. Nó coi làm dấu biết còn dấu hay không nữa. Đó, nồi chính là tóm lại là nồi shipper 1 triệu bao ship, nồi rim lùng 99, 900 bao ship. Nó như hình. Bộ số nha anh em, bộ số. Bộ số. Số nè, số cốt tải rồi. Rồi cốt tải. Cốc tải 9500 luôn nè. Cốc tải là cực kỳ VIP luôn, 9500 luôn nè. Đó, cực kỳ VIP luôn. Cốc tải nè, quá là dày luôn nè. Quá dày luôn. Rồi cái này thì quay, cái này quay chơi thôi, cái này nó không nhâm. Cái này thì ít nhâm lắm thôi, nhâm nhắm kia thôi. Nhâm cốc cơ cốc. Rồi số 1 số 2. Số 1 số 2 nè. Rồi số 1 số 2 nè, sọc ngang còn nguyên nha anh em ơi, sọc ngang còn nguyên nha anh em. Sọc ngang nè, còn quá trời luôn nè. Sọc ngang còn nguyên luôn. Đó, sọc ngang nè. Sọc ngang còn nguyên luôn nè. Rồi như hình nè, còn khá nét. Khá nét. Rồi số 3, số 4 nè. Số 3 nè, số 3 thì khỏi nói rồi, số 3 VIP quá VIP rồi. Rồi số 4 nè. Số 4 sọc ngang còn luôn nè. Nó sọc ngang còn nè, sọc ngang nè. Quá trời lõm chỏm luôn nè, sọc ngang còn quá lõm chỏm luôn. Sọc ngang còn không. Số là bao hú bao xài luôn nè. Nó như hình nè. Sọc ngang còn quá trời lõm chỏm luôn mà. Lõm chỏm luôn. Sọc ngang còn quá trời sọc ngang luôn nè. Rồi càng heo. Càng heo thì bao đẹp nha anh em luôn. Càng heo thì bao đẹp bao VIP luôn. Nó bao dữ luôn. Càng heo bao đẹp bao VIP bao dữ luôn. Rồi bộ số nha anh em ơi. Rồi bộ có đọc số riêng không ơi. Nhiều anh em mua nói sao không có cốt đọc con số. Còn nhiều anh em nói là thôi nhà có cốt đọc con số rồi, lấy về làm gì, dục hay làm gì. Rồi nói chuyện nghe quê luôn anh em, nói chuyện vậy nghe quê luôn nha. Bán riêng anh em thích thì mua thôi, mình cần thì mua thêm. Rồi bộ số nha, 700 bao ship. Đó, nhìn. Mỗi người mỗi ý nha mấy, nhiều người thì kêu bán chung, nhiều người thì kêu lấy về làm gì, cốt đọc số tao còn gì ngon lành lấy làm gì, lấy dục hay làm gì, nói chuyện đợi. Đó, mình như hình nha. Bộ số thì 700 bao ship cho anh em. Bộ số đáng được cho quay Thái 110 nè. Thái 100 nè. Ở Thái 100, ở Thái 100 nè. Quay riêng được hết luôn nha anh em ơi. Rồi cốt đọc con số nha anh em, cốt đọc số nè, bao vậy bao giữ luôn nè. Bao vậy bao giữ luôn. Đó, như hình nha, bao vậy bao giữ bao VIP luôn. Rồi cốt số đây. Kêu cốt đạp chứ lọ, kêu cốt đạp này, cốt số nè, răng cỏ nè, VIP. Nó răng cỏ VIP nha anh em ơi, răng cỏ VIP nha anh em. Quá đẹp luôn nè, ngay băng nha. Còn ngay băng luôn nè. Đó như hình nè, còn ngay băng luôn. Rồi bỏ hai cốt, 200 bao ship nha anh em ơi, hai cốt 200 bao ship nha anh em. Rồi bỏ bơi chín nồi. Bố bọng về cui nè. Đó, bố bọng về cui luôn nè. Nó về cui luôn, có hơi mẻ ăn miếng nè, hơi mẻ ăn miếng nè. Bố còn về cui luôn nè, nó thịt nè. Về cui luôn nè. Rồi, bộ bi chín nồi như hình, ốc tán còn đẹp nè, nhẹ nhàng nè. Rồi như hình. Đời 99 là một mã còn đầy đủ luôn nè. Rồi bộ ba bi. Đó, bi còn nát luôn, bố về cui luôn nè. 200 bao ship nha anh ơi, 200 bao ship bộ ba bi nha. Chắn được quay đêm hơn luôn. Rồi bộ đố đầu. Bộ đầu ốc tán zin đẹp keng, không mấp méo, không mẻ đầu. Rồi không mấp méo, không mẻ đầu. Rồi như hình, còn khá nét luôn nè. Nó lấy ốc này về, bốn ốc này, bốn luôn là đền gắn cho đêm Thái nè, quay Thái 110 nè, hết bài luôn. Rồi bốn cái đũa, luôn ốc luôn, lọc đền này đủ. 200 bao ship nha anh em, 200 bao ship nha. Rồi cái vò đạp. Vò đạp 110. Vò đạp phun màu, ổ lộn vò đạp rim béo. Rồi này là kiểu 2K, ốc tán số 8. Ốc số 8, này chưa rửa luôn nè, răng cỏ bao đẹp. Rồi như hình nè. Còn nguyên si nè, không có lỏng lưng, cậu lỏng không có bị sệ. Nói hình đây hơi đen đen xíu nè, hơi đen đen xíu thôi, hơi đen đen xíu thôi. Rồi luôn cái cần số nè, cần số giống như shopper nè. Nó còn xanh lè xanh lét luôn. Ốc số 8 còn luôn nè.
ốc số 8 còn luôn. Rồi răng cỏ bao đẹp nè. Trên đây thì nó còn như hình nè, thân đen 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 nè. Lâu chạy quá đen, anh em về đạp cả chừng nửa tháng nữa nó trắng nõn liền. Đó như hình, ra gió thì còn khá thôi. Rồi cốt đạp cái hai cái cần đạp con số như hình, gắn sấp bê hết bài luôn. 300 bao ship nha anh em ơi. 300 bao ship nha. Rồi hai nắp chặn nhớt trên béo nè. Đúng chặn đúng béo nha anh em ơi, hai nắp chặn nhớt nha, bao keng luôn nè. Nó bao keng luôn, hai nắp chặn nhớt nè, bao keng luôn. Rồi kèm theo là bốn cái đũa nè, bốn cái đũa riêng béo nè, không có ốc nè. Bốn đũa không ốc nha anh em ơi. Hai nắp chặn nhớt nha, bốn cái đũa. Rồi một cái thì một cái ba cái bơm riêng béo 99. Hai lông hai cái bà đạn, một cái dấu dấu hỏi, một cái con cái cốt chặn cái cốt gạt. Rồi giờ hình nha. Hai cái nắp chặn nhớt, một cái bơm, hai bà đạn, một dấu hỏi, một cái cốt chặn cái cần gạt. Rồi bốn cái đũa như hình. Bốn đũa như hình. Luôn cục đề luôn. Luôn cục đề tàu luôn nè, hàng giả viên luôn nè, có đi báo 99 nè, có xe trước nè. Có đi báo 99 nè, dây dài nè, có cái lô cái bát nè. Bát này anh em về Diêm Thái cũng hay kiếm hay cực nè, mua cũng tiện không. Có bát còn nguyên si nè. Nó đề bao mạnh bao xài luôn, giả viên, hàng giả viên, KFM giả viên. Rồi, 300 bao ship. Đó, một cái bơm, một cái bơm, hai bà đạn, một cái cốt chịu cái cần gạt. Rồi một dấu hỏi, hai nó chặn nhớt, bốn cái đũa, một cục đề, chỉ có 300.000 bao ship thôi. Quá mềm nha anh em ơi, quá mềm. Rồi cái bộ lửa. Bộ lửa đi báo 99. Rồi chữ nghĩa đây còn. Chữ nghĩa còn ít thôi. Mày cái này giờ anh em vừa đụng vô cũng bay nha. Nhiều khi anh em nhận hàng đụng cảm nha, đụng vô bay hết trơn à. Coi như bay đi. Giờ coi như bay đi, mất công nhận hàng anh em nói sao mất chữ nữa. Nó coi như là bay đi. Có sao bao vậy? Coi như là bay đi. Anh em về ráng cũng bay chữ à. Đụng là bay thôi mày, chẳng hà để vậy, đụng là bay thôi. Đó nhìn nha, còn mới cáo luôn nè. Bên đây còn mới cáo luôn nè. Tự bọng thì có hơi xét xét thôi, nhưng lửa bao mạnh bao sống. Bên ngoài nè, bên ngoài còn khá keng nha anh em. Bên ngoài khá keng. Dễ đề zin đẹp nha, ốc tán zin đẹp nè, ốc tán zin đẹp chưa dấu chạm luôn. Dễ đề nè. Phẳng lì luôn nè, phẳng lì luôn, không một dấu gợn luôn nè, phẳng lì luôn, dễ đề vip luôn. Đó, chấm sơn đầy đủ. Đó như hình. Còn lửa KGD của quay Thái 110. Còn lửa KGD có quay Thái 110. Dây cộ thì bao mềm luôn, quấn được luôn nè, dây cộ mềm xèo luôn nè. Nhưng mà chạy ít mới mềm thôi, chạy nhiều quá nó lâu quá nóng máy nó cứng. Đó, KGD nha mày. Không nha, không là quay Thái 110 nè, rim béo nè. Đó, bộ lửa. Qua lan bông lửa đầy đủ. Rồi ốc tán thì đầy đủ cho anh em gắn chạy thôi. Rồi 1.200.000 bao ship cho bộ lửa 99, 1.200.000 bao ship cho anh em ơi. Rồi anh em cần gì liên hệ nha mày, rồi xin chào nha anh em.